Trước tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đang có xu hướng quay trở lại và ngày càng gia tăng ở mức độ báo động, tại hội nghị triển khai kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi các tỉnh phía Nam vừa được Cục Chăn nuôi tổ chức vào sáng nay, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp đã có nhiều ý kiến về quản lý và xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Và xin mời quý vị theo dõi qua ghi nhận của phóng viên chúng tôi. Thưa quý vị, góp ý về việc quản lý và xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi thì tại hội nghị hôm nay, hầu hết các đại biểu đều cho rằng thời gian qua thì hiệu quả của việc xử lý các trường hợp vi phạm vẫn chưa cao. Đồng thời, các đại biểu cũng kiến nghị nên đưa hình thức xử phạt này vào Bộ luật hình sự để giảm thiểu tối đa trường hợp trên. Mặc dù thời gian qua đã phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi nhưng mức độ chưa cao, chưa nghiêm ngặt. Góp ý tại hội nghị, ông Lê Thanh Tùng, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Vĩnh Long cho rằng đến nay vẫn chưa có ranh giới rõ ràng về mức nộp phạt giữa các hộ trang trại chăn nuôi. Ranh giới giữa trang trại chăn nuôi hộ hiện nay thì nó có chưa có rõ ràng, cho nên có xử phạt những cái hộ nuôi ít con mà cũng ở mức độ đó, và nhiều con cả trăm con thì cũng ở mức độ đó, và như vậy những cái hộ lớn người ta xử phạt như vậy thì chưa chắc người ta sẽ ngại, tại vì cái lợi nhuận người ta đem được sau khi người ta sử dụng chất cấm có thể là nó không bao nhiêu so với cái vấn đề ta xử phạt, và có khả năng là người ta tái sử dụng lại. Bên cạnh đó thì mức xử phạt cũng chỉ dừng lại ở mức xử hành chính, các doanh nghiệp không lo sợ nhiều khi vi phạm, do vậy cần điều chỉnh lên mức xử phạt cao hơn để hạn chế tình trạng trên. Chúng tôi đã có báo cáo với lãnh đạo bộ, thế và bên công an thì họ cũng đang tổng hợp, thế và cũng đang kiến nghị với Quốc hội xem xét những hình thức, bởi vì về mặt bản chất thì chúng tôi đó đây là một cái rất là nguy hại đến đời sống, đến sức khỏe của rất nhiều người dân. Do đó không thể coi cái hành vi đưa chất cấm vào trong sản phẩm nông nghiệp là một cái hành vi chỉ vi phạm hành chính. Để việc kiểm tra và xử lý các tình trạng trên, các ý kiến đều cho rằng cần kiểm tra đột xuất và thường xuyên để phát hiện một cách công khai và nhanh chóng các trường hợp vi phạm. Đồng thời, phía Cục Chăn nuôi và Bộ Công an cần liên kết chặt chẽ và có sự hỗ trợ lẫn nhau để công tác kiểm tra, xử lý được diễn ra nhanh chóng.